Xin chào mọi người đang xem kênh Sùng Sơn TV của mẹ tôi nha. Xin chào mọi người heo chưa? Xin chào mọi người. Ừ, cảm ơn ta. Hôm nay mẹ có tiền sẽ ăn một bông hải sản đủ loại nha mọi người, không có cá. Mẹ tiên sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Trời ơi nắng quá, hôm nay nắng quá mọi người ơi. Đây là con nhộng biển nè. Đây là con cá dương vật, sò mai, dứa biển, hải sâm, bào ngư nữa nè. Rồi, quá ngon, tươi sống. Ê, bạch tuộc đâu mẹ? Mì, ôi, cười cười chứ. Muốn nữa. À, nắc chi. Bạch tuộc nè. Bạch tuộc còn tươi sống nha mọi người. Nắc chi tươi. Bạch tuộc tươi sống là món ăn đặc sản của Hàn Quốc. Cần tươi tươi mà là canh ta. Giống như hộp gà lộn, hộp vịt lộn của mình vậy đó. Nó đi. Úi, cảm ơn đã cho chị. Wow. Bây giờ là tôn cơ ra xa rồi. Ồ, đây là trứng hải sâm nè mọi người. Mẹ tiên để riêng để anh ăn nè. Hải sâm nó ngập trứng quá trời, nó lòi trứng ra luôn. Đây là con bạch tuộc nữa, nó dính dữ lắm luôn. Đây là con sò mai nha mọi người, con sò mai. Sò mai. Khi chỗ kia á. Ờ, khi chỗ kia. Iba đi ăn một cái sò mai á. Ồ, cái này, cái này hẻm nguyên cái này. Con này cũng ăn sóc được, tôi mới biết luôn mọi người. Nó được. Mà, nó chỉ là tôi mang ăn nướng không ạ? Ủa, bà. Con đi. Sama nó quỷ hơn. Ừ. Ừ. Chị ghê gà đó. Ừ. Bé ghê tê kê. Yêu chim hâm mọi người mẹ. Ghê? Hâm mọi người em mọi chân em mọi người 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 썰을 갖고 한번 바로 묶으러 바로 썰이 빼. 어쨌든 그거는 그 어쨌든 해삼은 나는 이거 좋은 게 아무개나 썰어주세요. của hải sâm nha mọi người, trứng hải sâm. Bỏ đây. Chờ chờ. Sờ. Này bà mày chia đôi lấy cái gì mà hứng cho mẹ vậy? Cái giá một nước, cái thau một nước. Hải sâm, hai mươi thả mồm người ta vậy. Mát giờ thế á? 달지근하고 짭짤이하고 어머 여기 눈을 주시네. 뭐 어디 좋아요? 몸에 좋대 이게. 몰라 그래서 그냥 먹는다. 뭐 어떤 거 다 좋아요? 응. 여기 đây là mình sẽ cắt nha mọi người. Đây là con dứa biển nè. Tại vì nó có hình giống trái khóm chắc nên lên tiên nữa người ta gọi đây là con dứa biển. Nó mình tụt cái gì? Wow. Trời ơi. Ngon. Salty đó. Nó mập. Con này con ấy út lì. Mùa xuân là một con hải sản á ta. Salty này. Bơm mì hè mua đi khả. Sai chơi á. Chỉ có biết đây là salty đó. Chưa mình xem mình. Chưa mình xem miếng. Sai ba chứ. Thế đồ, cái này cái đó không được mua mà anh đeo. Nào để xíu rồi. Mùa xuân là hải sản nó mập nha mọi người, nhưng mà tới mùa hè là nó sẽ ốm lại. Thôi, con nào con ấy mập nó ngon hết miếng này. Ngon tươi rói luôn. Con này tiếng khoái ăn nè. Mới lần đầu ăn á thì nó sẽ kiểu khó ăn lắm, không quen thì mình đi ta. Nhưng mà nếu như mình ăn chừng 5 lần trở đi á, mình biết được cái vị của nó rồi á thì sẽ rất là ngon luôn. Kiểu nó sẽ ngọt từ trong cuốn họng mình ngọt ra mà nó mềm lắm luôn á. Cái này là mọi người nhớ ăn thử nha, mà ăn phải từ 5 lần trở lên nó mới quen nha.
Đây là bào ngư nha mọi người. Còn cái mật của nó mọi người, cái ruột của nó, ruột của bào ngư. Bộ cái quả á? Ồ, để con mua cái lòng. Xem rồi đó. Mẹ tiên đi riêng đó, ăn xong. Tại vì mẹ tiên nói là cái mặt của bào ngư đó. Nó... 처음인데, 내장인데. 그거 원래 내장이 이거 한 마리보다 영양가가 많다. 그 죽을 써도 항상 이거는 안 써도 그거는 해야 돼. 이건 조개하고 똑같아. 영양가 없어요. 어, 이 맛 그거 먹는 거 매트 나는 임지용 님 그거 먹는 거. 뭐라고 또 계속 거. 이게 이 이빨 보고 빼는 데. 먹는 애들이 먹게 랑 thôi. 이 하나밖에 없으니까 교체 안 해도 되겠네. 좋겠다. 그럼 내가 하나로 가네. 둘이 똑같다. 좋겠다. 개사고. 참네. 기가 차서 말이 안 나와. 바로 썰을 가고 한번 헹궈야 돼. 짜서. 짰더라고 이게. 야, 내가 con gọi là con sát sùng hoặc là con cá nhân vật gì mọi người. 지금 개불도 이치를 안 먹어 뭐 없다. 아, 좀 ruột nó mà màu đỏ như mấy cái đó. 개불이 똥이 있다. 똥 하나 넣어 줘. 이제 뭐 새끼. 어? 알. 개불 알. 이게 알. 아, 알 là trứng mọi người. Trứng nha. Hình vàng là trứng nha. 이게 알. 피는 안 있는데. 아니, 여기 피는 안 있긴데. 피라 돼, 이거를. 피 색깔이. 아, 피 아닌 cái này không biết phải là máu mọi người hay là tại vì cái màu nó giống máu thôi. Cũng có thể là nó không phải là máu. 살짝 배달이 말라 갖고 불에다 살짝 구름 진짜 맛있다 이거. 나 그런 거 좋아해. 그래? 응. 여기 여기 빰빰 nó ra như mọi người. Cái này kiểu giống như là bằm thịt mà đấm vỗ vậy đó mọi người, bằm cho nó nhuyễn ra vậy đó. Mũi đe sờ. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cho con nhộng miệng. Được chưa? Mũi đi nấu chè. Cho nó ngập vô nước, sau đó mình sẽ bóp. Mũi thật chắc nên đã sang gạo hago. Bóp thật mạnh luôn. Mũi thật chắc à? Cái này là mình kiểu như mình nghĩ là mình ghét ai giống như bà bầm lúc nãy vậy đó mọi người. Kiểu mình ghét ai á là mình sẽ kiểu ôi bóp nét quá căng cái lòng tay đó. Anh nghĩ có thể đâu. Kiểu vậy á mọi người. Đó, xong cái nồi. Cả nước luôn. Rồi, được mâm hải sản quá ngon nha mọi người. Sau một hồi làm vất vả. Nói chung là làm hải sản cũng cực, cực lắm mọi người nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loại ha. Sò mai. Đó, hải sâm. Dưới biển các thứ rồi. Thực ra mọi người có biết không, nãy giờ bà Mì Chin cầm dù cho Tiên với mẹ Tiên ngồi làm công chuyện á mọi người. Bà ngồi bà cho dù cho hai mẹ con với chim mâm hải sản á. Parasol là Mì Chin Parasol. Bà nói cái dù Mì Chin MJ Parasol. Cái dù MJ nha mọi người. Cái dù này mắc lắm mà nghe. Ôi mà á gì kìa. 1 시간에 10만 원 돼요. 아. 돼요밖에 안 돼. 1 tiếng là 2 triệu nha. 살 수 없어. Rồi chị Mì Chin bắt đầu hái salad nha mọi người. Lát lát bự bự không mà ngon lắm. Qua mới đá mưa cho nên là trời ơi, nó lớn nhanh kinh khủng luôn á. Nó lớn như là mình thổi bong bóng vậy đó. Sau một đêm mà lá nó bự ra kinh hồn luôn. Mà nó nhanh nó chóng mặt luôn á. Sang chùa nữa mua bánh ly khơi à. Chính chờ. Phùng sưng chờ rơm. Cầm băng ra rồi đấy. Phùng sưng chờ rơm khơi chờ à. Cầm băng khơi chờ. Ờ. À tắc à. Mỗi sợ. 왔다가 이씨 가시 있나봐. 얼마나 딸까요? 잘 먹겠습니다. 이제 마무리 안 가. 어떤 거를 먹어야 돼? 뭘 먹어야 돼 이건? 해산, 뜨 sống với mẹ tiếp riêng nha. 꼴뚜기 이 새끼. 언제 나타나냐? Bữa nay mẹ của tôi sẽ chấm với đậu tương nè. Đậu tương là mọi người. Đậu tương nghe. Đây là dầu mè nha.
요매. 오 마이 갓. 참기름 먹거라 무서워. 뜨겁냐. 낫지. 지금은 멍게가 맛있죠. 근데 애원아 미안한데 숟가락 하나 들어. 네. 미안 합의로 없어요. 감사합니다. 여기 이거 먹어봐. 네. 달다 달다. 레라이야. 이제 매점자예요. 이제 레라이네. 이건 씹기도 쉬운데 그냥 먹어볼래? 실험 말고. 쌩 더울 건데요. 얘가 달네. 멍게가 지금 좀 진하네. 달았어. 과연 공주 메뉴 남는 개불하고 해물은 좀 진하면 없다 말 뭐. 흘렸다. 이거 이거 한번 봐. 단맛이 나요. 와. 뭐 먹었어? 전복이. 아 전복. 근데 달다. 오케이 됐어. 괜찮아. 꿀꺽. 아 그럼 여기는 뭐 그 게일로 뭐야 빠질까? 불랑한. 꺼들꺼들하네. 이거 부드럽다. 이거 아니 먹 아무. 그냥 씹을 게 없네. 여기 miệng là nó tan trong miệng mình xong nó trôi trôi tuột xuống cuống họng. Nói chung là con dưới biển này tiên review mọi người á. Là nên ăn thử một lần con dưới biển này nha. Lần đầu tiên có thể là mọi người sẽ cảm thấy như vậy nó lạ lạ. Không ăn được. Không ngon. Nhưng mà nếu ăn thì lần thứ 5 cho lên là tiên bao ngon với mọi người luôn và sẽ bị ghiền nha. Rồi bây giờ tiên sẽ ăn cái này. Tiên cũng thích ăn con này lắm nè. Cái con này nè. Cái này là dạ. 진짜 부드럽다. 너무 크다. 안 먹어도 되겠다. 아, 안 씹어도 됐네. 너무 안 먹어도 돼요. 안 먹어. 너무 안 먹을게요. 부드러우니까 안 먹어도 됩니다. 너무 부드러워요. 낙지를 너무 쪼사놨네. 이거 못 먹어 봤네. 이거 좋았어. 잘 먹는다. 이 정도 먹지. 그래서 나는 숟가락 없는다. 아, 네. 맛있어요? 진짜 맛있고. 먹어봐. 부들부들해. 먹었어요. 알아요. 부들부들하다고 맨 쪼서서. làm thử miếng đuôi nha, miếng que nha mọi người. Ngon quá. 자, 또. 아, 이건 나는 별로 정말 싫어요. 살아. Con ấy là con sá sùng kiểu như con sá sùng của Việt Nam. À, hình như là gọi là con cá dương vật á. Tại vì khi mà nó căng cứng lên thì nó giống giống kiểu người ta gọi là gì. Ồ, này cái chôm một bụng hả ta? Không phải chôm một bụng hả ta? Hồi nãy đi. Ừ. Còn gì? Cái bà ăn bà không nhớ luôn. Không có ký ức. Wow, số đi. Chính trời trời à. Số đi kính lên chỗ này. Lúc mà nhái con này trời, công nhận cái tiếng nó đã đó mọi người. Thật kìa. 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 Nói chung là giúp xích xích phép nào cười. Thật kìa xích xích phép. Thật kìa tôi sẽ nè tao sợ kìa sợ. Xích xích phép. Thật kìa chá đã. 회사 먹는 게 어딨어. 이게 바닷물을 많이 머금고 있는 것 같아. 몸에 다 바닷물이다. 개불 달다. 개불? 깨끗하면서 개불이 달다. 지금 해산물이 맛있을 땐가? 응, 먹어봐. 개불 좀 쉬면 개불도 없어, 이제. 개불을 쉬라. 자. 얘는 우리 엄마 실패작이다. 왜? 너무 너무 따져놨다니까. 이거 죽 끓여야겠다. 뭐 안 닦고? 어, 얘 아, 다 먹었네. 이거 이렇게 해서 먹으면 되는데 왜? 이렇게. 근데 너무 많이 잘랐어. 모양이 안 나와. 내 취향이 아닌데 이거는. 이렇게 먹으려는 거. 이렇게.
난 우리 엄마 하나도 안 닮은 것 같아. 누 닮았어 입이 짜리는. 물어봐요. 어머님 딸내미 맞는지. 옛날에 맹공에서 바꾼 거 아닌가? 우리 엄마 닮았어. 아니야. 내가 볼 때 맹공에서 바꿨어. 우리 엄마 남의 딸내미랑. 입이 좀 짧아. 자 이제 우리 방송에서. 그럴 수가 없다니까. 아 엄마를 탓입니다. 잘 봐. 삐진다 우리 엄마 하지 마라. 우리 엄마 삐진다 하지 마라. 나는 절대 바뀔 수가 없다. 맞지 엄마? 우리 할배를 내가 얼마나 닮았다고. 하윤이가 나승기 손녀가 안될 수 없듯이. 맞지? 병원에도 안 갔는데 집에서 낳았는데. 아 맞네. 아 그래요? 내 아 세민도 집에서 낳았는데. 우리 잠자는 방에서. 어우씨. 누가 봐줘요? 옛날에는 어머. 헤매했나? 옛날 집으로 산파라 해가지고 애기 받는 사람이 산파거든. 그 사람 다 왔어 했어. 오빠만 왔다. 오빠만. 오빠는 그때 뭐가 잘못돼가지고 애가 안 나와가지고. 아 그래? 할아버지가 옛날에 베트남도 그래요. 맹호 안 가고. 그치? 아줌마 불러요. 그래. 그 하는 사람 있지? 그래. 우리나라 말로 산파. 여기 둘이는 안 불렀다. 아. 요즘에도 있다? 요즘에 그 내가 지송이 놓을 때 한참 유행했다. 집에서 애기 놓는 거 엄마. 뭐 수중 분만 이런 것도 막 유행했고 물속에서 놓고 이런 거 내가. 그래서 그 한참 산파가 있었어 다시 엄마. 지금은 또 없대 근데. 위험해. 위험해 솔직히. 네, nhà nguy hiểm lắm mọi người. Hồi xưa thì kiểu như điều kiện không có, bệnh viện không có này kia đâu mới nhờ gọi là ở miền Tây gọi là mụ vườn á. 근데 그거를 준비를 또 많이 하대? 그러니까 태어날 때 그 시간을 정확하게 안다니까. 집에서 나온 거야. 딱 시에 옆에 놓고 나온 거야. 나 bây giờ thì mình nên đi bệnh viện để chăm sóc kỹ hơn hoặc có trường hợp gì á. 베트남 가는 비행기 간다. 헬기인데. 누가? 예원이 전용 헬기 아이가. 아 맞나? 숨겨놨던 긴데. 내 좀 태워가. 저 한 번 타는데 400만원 그래. 400만원 어디 빌려야 되겠네. 나 무료해준대. 나 비행기인데 왜 가격을 알아서 정해줘요? 나 미신씨. 아 그러니까 그렇다고 얘기해준 내가 대충. 가격은 니가 얘기해라. 무료해줄게요 오늘. 어디 가고 그래? 싶은 누바에. 아 무료래. 베트남 프리 베트남 여행 비행기 타. 헬기 타고 못 갈걸. 오케이 오케이 먹고 제가 알게 매일 남 lịch miễn phí nha. 긴 nhỏ mà. 나는 뭐 어쨌든지 때부터 좀 간다. 시원하겠다 그죠? 한 배 다 붙네. 이 맛나. 예. 예원아 마실래요? 예. 쌤. 요. 와. 오 맛있네. 아 예원이 가게 먹으란 거야? 안 먹어. 겁을 내가 안 먹네. 내가 안 먹어. 왜 겁을 먹어? 에이 겁 먹어서 안 먹은 거 아니지? 근데 솔직히 살짝 구워 먹는 게 제일 맛있는 것 같아. 이 그 샤브샤브처럼 살짝 응응응 그게 버터구이 아 어 마늘 위에 살짝 아 소금 조금 해 먹어봤나 봐. 모르는 건 없다 실제 뭐해서 진짜. 아 이제 해 먹어봤으니까 아는 거 아닌가? 아, 해산물 먹을 줄 안다니까. 아무것도 안 찍고 그냥 먹자. 응. 아. 매든 여행이가 뭐인 건 보다. 왜? 나는. 아니, 안 먹는 거 싶어서 엄마. 먹고 있었다가 나 계속! 미안. 갈비국물 안 해. 엄마! 입으려 그래요. 안 먹는 거면서. 우와, 어? 에이, 말 안 해. 엄마 하지 마. 아, 몰랐다. 에이, 내 사줄게. 응? 싫어. 내 사줄게. 안 먹어. 사줄게. 싫어. 내 사줄게. 먹지 마. 두 개 사줘. 응, 또 그래서 소유인이다. 웃을 때. 해삼으로 배 채웠대. 와. 이거 얼마 치였어요?
6만. 우와! 싸지 않네. 응. 싸지 않대. 해물 요새 비싸다. 괜찮은데. 요즘 비싸지니까. 응. 비싸다. 해물 요새. 맛도 괜찮네, 근데. 철이라서 그런가 봐, 철이라서. 6만원 이만큼 양 괜찮은데? 그래, 이래. 어? 그거 싸게 준 거지. 누가 이 6만원치 이래 안 준다. 개불 드세요. 개불을 삶으면 염화해진다. 싸게 냉광만 해라. 근데 이 개불은 된장찌개 맛있다잖아. 아, 쌩뚜 쌍호 다리람룩. 된장찌개가. 된장찌개가. 쌩뚜 쌩은 어디 믿기야? 된장찌개 끓여. 된장찌개 끓여갖고 밥 먹자. 이걸로. 나중에 밥 먹자. 된장찌개 먹을래? 그래요. 그래요. 야, 그럼 이거 다요. 그때는 세나거나 어떤냐. 조개 줄게. 조개도 있어. 머리는 미 좀 씌워. 아, 내 목 끓여. 머리는 어떤 요 나오는 거 나오는 건 남아 있는 거. 이 미 남은 요. 이 미는 남도 게 막 남김장 이라 미 ngoài 요 nữa nha. 한 바로 한 거. 이 몇 개 넣어 보자. 된장찌개. 어떤 이 미 등엇 요 넣는 한 거. 간도 등 바 ngon luôn. Rồi hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của mẹ Tiên, đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Xuân Sơn TV và trang Facebook phòng thị Kiều Tiên nha. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn.